Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Phạm Liễu Sư Phật Đan. Trong video ngày hôm nay thì Phạm Liễu sẽ chia sẻ cho mọi người một cái bí quyết cực kỳ là quan trọng trong bộ môn Sư Phật Đan. Đó là làm thế nào để cho chúng ta có thể sở hữu được những bước nhảy cực kỳ là bay bổng. Ngoài ra lại còn có sự uyển chuyển, sự mềm mại trong từng động tác. Vậy thì bí quyết là gì và cái cách như thế nào để cho chúng ta thực hiện được nó? Thì ngay bây giờ đây xin mời tất cả các anh chị em chúng ta cùng đến với bài tập. Mà mọi người vừa nhìn thấy đây thì chính là bài tập hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện. Và ngay bây giờ đây thì đến với bài tập này thì trước tiên là các anh chị em sẽ đứng ở trong tư thế gì ạ? Hai mũi chân song song với nhau cho em. Tránh cái trường hợp mà chúng ta đứng gì ạ? Chúng ta đứng chân hình chữ V như vậy nhé. Chúng ta lưu ý cho em này, hai chân, mũi chân song song với nhau. Đấy là điều đầu tiên phải nhớ. Tiếp theo thì em sẽ đứng ở trong tư thế này để cho các chị em dễ dàng quan sát hơn này. Việc đầu tiên chúng ta cần làm đó là chúng ta nhún gối. Cách thực hiện sẽ là như sau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, vậy thì nhớ cho em những cái phần lưu ý ở trong động tác này. Thứ nhất, chúng ta nhún vừa phải. Không nhún sâu như vậy. Không nhún sâu như vậy chúng ta sẽ rất là mỏi, đúng không ạ? Không cần nhún sâu. Thứ hai là không giật quá mạnh. Không giật mạnh như vậy, không lấy đà và giật như vậy thì chúng ta sẽ bị đau đầu gối. Thế chứ ạ? Chúng ta căng gối với cái điều kiện là chúng ta không khóa khớp gối. Trùng vừa phải này. Đó, căng cũng vừa phải. Đó, đủ để nhìn chân mình thẳng hơn thôi. Chứ không có khóa khớp gối nhé các chị em. Lưu ý cái phần này cho em này. Trùng nhẹ nhàng và căng vừa phải. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Khi mà chúng ta đã thực hiện được nhuần nhuyễn cái phần mà chúng ta nhún gối rồi, thì bây giờ đây chúng ta vẫn trong tư thế đó, nhưng chúng ta kiễng chân lên nhé các chị em. Kiễng chân lên và chúng ta đứng bằng mũi chân cho em. Và chúng ta luyện tập lại y xì như vậy. Ok, nào, bắt đầu. Kiễng chân lên này. Và sau đó trùng gối. Kiễng chân, trùng gối. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta làm lại lần nữa nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, vậy thì cái điểm lưu ý ở trong cái động tác này là các chị em không được hạ gót chân. Không được hạ gót này, không được. Như này là sai hoàn toàn nhé các chị em. Chúng ta chỉ đứng ở trong tư thế này và để cho cái chân chúng ta rung rinh thôi. Tức là cái gót chân chúng ta rung rinh thôi chứ không phải hạ, lên, hạ, lên, hạ. Như này là sai hoàn toàn động tác. Chúng ta nhớ cho em, kiễng chân. Và sau đó để cái mũi chân, cái gót chân chúng ta rung rinh thôi nhé. Vẫn luôn luôn là 100% là chúng ta dùng mũi chân. Gót chân không có chạm sàn. Lưu ý đặc biệt. Ok chưa ạ? Và sau khi là tất cả các anh chị em chúng ta đã học nhuần nhuyễn cái phần trước đó rồi thì chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo. Đó là việc chúng ta sẽ di chuyển sang hai bên. Vậy thì cách di chuyển, chúng ta sẽ di chuyển kết hợp chân bên phải thì tay bên trái và đổi ngược lại. Chân bên trái thì tay bên phải. Khi mà chúng ta nhấc chân phải chúng ta đi sang này. Trong trường hợp này là em đang đứng bằng cả bàn chân nhá. Nào, chân phải kết hợp với tay bên trái đi sang bên phải này. 1,
À, chúng ta nhún xuống nhé các chị em. Nào, nhún xuống và sau đó đưa tay nhún này. Một, tiếp đổi tay và nhún tiếp đưa chân trái này. Về đổi tay này. Hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Đấy chứ ạ? Ok, quay ngược lại bên này. Tương tự như vậy. Nào, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Lại lần nữa. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Vậy thì cái điểm lưu ý ở đây chính là khi mà chúng ta đi sang chân phải thì là phải kết hợp với tay bên trái. Và nhớ cho em là mỗi nhịp chúng ta đi sang chúng ta đều nhún. Cái này là nhún gối đúng không ạ? Nhún gối vừa nãy chúng ta đã học rồi. Bây giờ chúng ta chỉ kết hợp đưa chân và chúng ta đi sang thôi. Nào, làm lại này, nhún, căng chân. Đó, vẫn là nhún và căng đúng không ạ? Tiếp tục lặp lại, đổi tay. Nhún, căng, nhún, căng, nhún, căng, nhún, căng, nhún, căng. Đó, chúng ta cứ lặp đi lặp lại như vậy. Và chúng ta tập cho nó thật sự là nhuần nhuyễn cái việc mà chúng ta gì ạ? Đánh tay, chân phải thì tay trái và chúng ta đi, chúng ta phải nhún. Đồng thời là chúng ta nhớ này, nhìn này, đầu gối là phải nhấc lên nhé. Đầu gối nhấc lên, chứ không phải việc chúng ta dê chân, dê chân, dê chân. Không phải nhé các chị em, lưu ý cái phần này. Lại lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lại lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lại lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiếp theo, sau khi mà các chị em đã tập nhuần nhuyễn cái phần này rồi thì vẫn tất cả những cái gì chúng ta vừa thực hiện, thêm một thứ nữa đó là nhấc gót chân khỏi mặt sàn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lặp lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lặp lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lặp lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Điều quan trọng ở trong bài này là chúng ta không được hạ gót chân xuống nhé. Đấy chứ ạ? Chúng ta di chuyển hoàn toàn 100% bằng mũi chân. Các chị em có thể cùng nhau luyện tập lại này. Nào, bắt đầu. Nào, chúng ta sẽ di chuyển nhá. Chân phải và tay trái nào. Tiếp tục nhún và kiễng chân nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lặp lại lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó, các chị em nhìn thấy là em đi ạ. Hoàn toàn bằng mũi chân nhá. Hoàn toàn bằng mũi chân, không có hạ gót chân xuống đâu ạ. Hoàn toàn bằng mũi chân thôi nhá. Lưu ý cái phần này ạ. Chân nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lặp lại lần nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó, các chị em nhìn thấy là em đi ạ. Hoàn toàn bằng mũi chân nhá. Hoàn toàn bằng mũi chân, không có hạ gót chân xuống đâu ạ. Hoàn toàn bằng mũi chân thôi nhá. Lưu ý cái phần này ạ. Chân nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lặp lại lần nữa. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. Đó, các chị em nhìn thấy là em đi ạ. Hoàn toàn bằng mũi chân nhá. Hoàn toàn bằng mũi chân, không có hạ gót chân xuống nữa ạ. Hoàn toàn bằng mũi chân thôi nhá. Lưu ý cái phần này ạ. Sau khi mà chúng ta đã thực hiện được cái phần mà chúng ta đi rất là nhẹ nhàng như vậy và đúng động tác kết hợp với tay đúng rồi, thì chúng ta sẽ dùng cái điều quan trọng ở đây, đó là chúng ta sẽ vẫn giữ nguyên tất cả những cái tư thế mà chúng ta vừa thực hiện, nhưng chúng ta thêm cái gì ạ? Thêm cái nội lực và thêm cái sự thoải mái của cơ thể mình vào. Thả lỏng toàn bộ cơ thể từ người cho đến chân và đặc biệt là cái đầu gối của chúng ta, thì chúng ta sẽ có cái độ bay nhiều hơn có thể. Bây giờ các chị em sẽ cùng nhau quan sát nhé. Em đi chậm và em sẽ nhanh dần lên nhé. Quan sát này, làm y xì như em vừa mới thực hiện, chỉ là em thêm nội lực vào, em thả lỏng cơ thể ra thì nhìn nó sẽ như thế nào. Các chị em quan sát ạ. Chúng ta đi chậm này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ sẽ nhanh hơn này. Em sẽ làm chậm và nhanh dần nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, có thế không ạ? Tức là chúng ta thả lỏng cơ thể để cho cơ thể chúng ta nảy lên. Và mọi người chú ý quan sát cho em cái phần mũi chân nhé. Mũi chân của em, mũi chân trụ ấy, bao giờ nó có một cái nhịp lên. Quan sát kỹ cái phần đó nhé. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vậy là chúng ta đã kết thúc xong bài học của ngày hôm nay. Hy vọng rằng với những gì mà Phạm Liễu vừa mới chia sẻ mọi người thì sẽ giúp ích rất nhiều cho mọi người trong cái quá trình mọi người luyện tập về cái bộ môn Super Dan. Và nếu như mọi người thấy video này hay và hữu ích thì mọi người hãy đăng ký kênh, đồng thời chia sẻ video để lan tỏa những năng lượng tích cực. Tạm biệt mọi người và chúc cho mọi người luyện tập thành công. Bye.
能听到